Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với hành trình 30 ngày cải thiện giọng nói kỳ 6. Và chủ đề của kỳ này là phép màu của lòng biết ơn. Và thông điệp yêu thương của ngày hôm nay đó là yêu thương chính mình. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chào bạn thân mến. Một ngày mới tốt lành đã đến, chúng ta lại có thêm những cơ hội và trải nghiệm tuyệt vời để tận hưởng cuộc sống này theo cách mà chúng ta muốn. Tôi muốn hỏi bạn rằng, điều gì quyết định những năm tháng cuộc đời và chất lượng cuộc sống của chúng ta? Quả thật, sẽ có rất nhiều những câu trả lời được nghĩ ra, nhưng có phải rằng điều quan trọng nhất, quyết định nhất là chính bản thân mình? Thời gian trước đây, có ai hỏi tôi rằng, người mà tôi yêu thương nhất là ai? Tôi sẽ nhanh chóng trả lời, đó là cha mẹ tôi, đó là những đứa con của tôi, đó là người chồng, người vợ của tôi. Và như một thói quen, khi có dư dả thời gian, tôi sẽ cố gắng bù lấp khoảng trống đó bằng việc làm điều gì đó cho những người trong mối quan hệ thân cận của tôi trước tiên. Đã lâu rồi, tôi không còn nhớ lần gần nhất mình chăm chút cho bản thân là khi nào. Lần gần nhất tôi nói lời yêu thương và ghi nhận chính mình là khi nào. Lần gần nhất tôi ngồi lại quan sát và cảm nhận từng cảm xúc và nhịp đập trong trái tim mình là khi nào. Tôi đã từng luôn đặt mình ở một vị trí so sánh với một ai đó, đã từng để bản thân rơi vào trạng thái tự ti, cảm thấy không vừa ý. Và lâu dần, trạng thái hạnh phúc cứ mờ dần trong tôi. Tôi đã từng xếp bản thân mình ở ngoài danh sách những mối quan tâm của mình. Cho đến một ngày, tôi nhận ra tầm quan trọng của mình đến nhường nào. Tôi quên mất rằng, những phút giây hiện tại này và tương lai đang tới phụ thuộc chủ yếu vào chính bản thân tôi và không phải một ai khác. Nếu bạn đã từng giống như tôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay về nơi bắt đầu nhé. Quay về, hiện hữu và yêu thương chính bản thân mình. Bạn hãy nói với chính mình rằng, cuộc sống này tuyệt vời và điều tuyệt vời ấy bắt đầu từ chính mình và yêu thương cũng khởi nguồn như vậy. Một trong những việc đầu tiên khi quay về, hãy tự hỏi mình những lời quan tâm, những lời yêu thương từ tận sâu bên trong để bắt đầu sự thấu hiểu. Bạn đang cảm thấy như thế nào? Hãy dành thời gian và lắng nghe trọn vẹn những âm thanh ngôn ngữ từ trái tim bạn. Trái tim đang luôn muốn nói với bạn một thông điệp nào đó. Bạn thích làm gì? Bạn thích nghe bản nhạc nào? Bạn thích đi tới nơi đâu? Bạn thích mặc lên mình bộ trang phục với màu sắc nào nhất? Hay bất cứ câu hỏi nào mà bạn nghĩ tới, hãy cho chúng những câu trả lời sáng rõ nhé. Bất cứ câu trả lời nào về những điều đó đều là một mảnh ghép tạo nên con người bạn bây giờ, hiện hữu và sống động trong một bức tranh sắc màu của vũ trụ. Hãy yêu những cả điểm mạnh và khoan dung với những điểm yếu của bản thân để bạn luôn có cơ hội tốt hơn vào ngày hôm sau. Bạn đồng ý với tôi chứ? Có hiểu mới có thương phải không nào? Hãy luôn dành thời gian để hiểu về chính mình, để mỗi ngày trôi qua của bạn luôn cảm thấy sự hiện diện của một người bạn thân thiết nhất, dễ mến nhất và yêu thương bạn nhất, chính là bản thân bạn đấy. Mỗi việc bạn làm, từng lời bạn nói, hãy dành cho chúng một sự chú tâm và quan sát. Hãy dành cho chúng một sự thấu hiểu. Mỗi kết quả dù là nhỏ nhất của bạn tạo ra, hãy dành cho đó một lời ghi nhận. Bạn làm tốt đó, cố gắng lên nhé. Mỗi trạng thái cảm xúc đến và đi trong trái tim bạn, hãy dành cho nó một lời cảm thông và khiến trái tim bạn biết rằng bạn hiểu trái tim mình đang cảm thấy như thế nào và tôn trọng điều đó. Và nếu có điều gì chưa tốt, hãy cho chính mình một cơ hội để tốt hơn. Không ai có thể tạo nên một cuộc sống tuyệt đẹp, đáng sống và ý nghĩa ngoài chính bản thân bạn. Vì vậy, hãy đặt tay lên trái tim mình và thầm nói rằng: tôi yêu chính mình. Tôi cảm ơn chính tôi đã đi qua những trải nghiệm suốt bao nhiêu năm tháng vừa qua.
Tôi cảm ơn chính tôi đã luôn đồng hành, đã luôn hiện diện với mỗi giây phút tuyệt vời của cuộc sống này. Tôi xứng đáng với một cuộc đời tuyệt vời, hạnh phúc và bình an. Yêu thương chính mình là một cảm xúc mạnh mẽ và giàu năng lượng, khiến bất cứ ai cũng có khả năng vượt qua những thách thức và giới hạn trong cuộc sống. Yêu thương chính mình là một trạng thái hạnh phúc tích cực và đủ đầy. Tôi biết rằng, ngay lúc này bạn đã cảm thấy được tình yêu thương đang hiện diện nơi trái tim của bạn. Khi yêu thương chính mình, bạn sẽ yêu thương tất cả mọi người và vạn vật xung quanh cuộc sống này đấy. Bạn là nguồn khởi động của những điều tuyệt vời nhất. Bạn thân mến, ngày hôm nay, bạn hãy cho phép mình được thể hiện tình yêu thương đối với bản thân của mình chưa? Hãy chia sẻ lại với mình nhé! Và thông điệp ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.